Xin chào tất cả mọi người nhé. Chúc mọi người có một buổi trưa thật là mát mẻ, vì là bây giờ là nó cũng là 3 giờ rồi, 2 giờ mấy chiều rồi chứ không phải trưa nữa rồi. Đấy thì máy em về từ ngày hôm này là hôm thứ mấy đây? Này là hôm thứ tư đúng không? Đấy thì là máy em về từ hôm thứ hai. Đấy nhưng mà mọi người thấy là em không làm video ngay đâu. Em phải test máy đâu đó rõ ràng, bắt đầu em sẽ lên video nha mọi người nhé. Đấy và hôm nay cũng có một số cây giá rất là ok, mà được cái là tình trạng thì em phải báo rõ cho mọi người rồi. Đấy thì bây giờ em giới thiệu luôn cái cây này, nó giá mua hơi cao chút này tại vì máy zin này, nhưng mà dành cho người lớn tuổi thích xài những cái dòng iPhone 5 SE nhé mọi người nhé, chứ không phải là 5S đâu. Đấy thì máy zin hoàn toàn hết, nhưng có cái là cái nút nguồn này, này bấm nó hơi nặng một chút nha, nó cũng không phải nặng đâu, thì mình bấm ở chính giữa thì ok, bấm chính giữa nha. Đấy còn bấm ở mé mé bên này thì nó không ăn đó, mé không ăn, nhưng bấm chính giữa thì lại ăn đó. Thậm chí ra mà nói thì mọi người xài ít khi mọi người phải sử dụng đến phím này lắm, thì mọi người đã có cái phím trợ năng rồi ấy. Trợ năng đây, mọi người muốn khóa màn hình thì bấm vào thiết bị khóa màn hình thôi à, còn mở khóa thì mọi người cái dòng này thì giờ đi ấy, là mọi người lắc lên một cái nào nó tự động là sáng như cái dòng iPhone 6s rồi đấy, mọi người không cần phải thao tác gì mà mấy phím cứng này hết nha. Đó, thấy không, lắc cái là tự động lên đấy. Cái này pin của nó còn 83%, máy zin và vân tay full luôn nhá, có vân tay và nó là 16GB này, kiểu máy là LLA đấy, quốc tế. Con này hiện tại em bán là giá là 1.950.000 nha mọi người nhá. iPhone 5 SE máy cũ zin mà còn đẹp như này là cực kỳ hiếm luôn. Đấy. Tiếc cái là nó 16GB thôi, chỉ dành là cho những người nào mà ít sử dụng dữ liệu nhiều, chủ yếu là để chơi game á thì là ok. Đấy. Rất là đẹp nha. Rồi em để đây. Và đến một cái máy em thay màn hình này, cái máy hôm qua mua sát 700.000. Đấy. Cái này là cây Samsung A7 đời 2018 nha, lưng sau nó cũng còn ok. Đấy, đây mọi người thấy không? Nó cũng có chày đấy. Máy cũ mà, tránh như nào được. Đấy. Và sườn bọng của nó thì con này thì như là cũng có cấn. Thì chính vì cấn với bẻ màn hình cái đấy thì không tránh được rồi. Và nó bị chóc sơn bốn góc nha mọi người nhá. Sườn chóc sơn bốn góc. Đấy. Và hiện tại là máy này nó đang có mật khẩu, cho nên em chưa test được nó là RAM 6 hay là RAM 4. Nếu như 4 là bộ nhớ 64, còn 6 là 128GB. Đấy. Nhưng mà giá thì em nói luôn, con này thì giá em bán là 1 triệu rưỡi nha. Đấy, còn mọi người 1 triệu rưỡi cái cấu hình đó và cái đời này thì rất ok rồi. Và đặc điểm hơn nữa, nếu như mà nó là 128GB thì chắc chắn là mọi người sẽ rất là may mắn khi mua được nó. Đấy, còn cái đấy là hên xui thôi nhé mọi người nhé. Cấu hình của nó thì không nói thì mọi người biết rồi đúng không? Pin của nó đấy. Pin con này hình như là em không nhớ là bao nhiêu nghìn đấy, nhưng mà tại nhiều máy em cũng quên. Màn hình thì màn thay. Còn ngoài ra zin hết nha. Giá bán 1 triệu rưỡi. Đó. Tiếp theo em đến với cây Oppo F3 này mọi người. Con này bỏ mẫu lâu lắm rồi, nhưng mà với cấu hình của nó khủng so với ngày trước. Nó rất là ok, nó là RAM 4, bộ nhớ là 64GB nha mọi người nhá. Ngày trước nó là cực kỳ là khủng rồi. Ô, hiện tại đang còn SIM đây này. Đang có SIM ở đây luôn. 0868857848. Ôi số đẹp thế.
số rất đẹp luôn. Nhưng mà cái số này thì em phải cất đi, khi để cho ví dụ là cái cửa hàng đó người ta yêu cầu xin lại thì mình trả lại thôi, chứ thực chất ra mấy cái này mình không lấy làm gì cả. Đó, cái máy này mọi người thấy là nó cũng có mẻ kính này. Đây, có mẻ kính nha mọi người nhá. Và ngoài ra thì nó zin hết luôn. Đấy, pin cực kỳ trâu luôn. Màn hình của nó là 6,6 mấy inch như này, em quên, 6,7 inch thì phải. Nó bự lắm. Đó, con này màn rất bự luôn. Mọi chức năng là xài full hết nhá. Đó, con này giá bao nhiêu em quên mất rồi. Nó cũng 1,000,000 thôi, cũng không tới 2,000,000 đâu. Đó, tự nhiên em quên mất giá luôn. Đấy, bán máy mà lại không nhớ giá này thì chết rồi. Đấy thì nó rất dao động vào khoảng cỡ 1,700,000 thôi mọi người ạ. Đó, con này cỡ 1,700,000, 1,750 thì Oppo F3 và lớn nhé mọi người nhé. Đó. Và đến với cái iPhone đi. iPhone này đây, em lên một cây 8 Plus, máy zin này, pin 100 này, 100 ở đâu? Đây. Con này máy chưa tháo ốc bao giờ nha mọi người nha. Đây, pin của nó 100 nha, em ghi 100 luôn này mọi người thấy không? Đấy, giáp khẳng định mọi người 100 luôn. Pin con trâu này. À, pin EU này. Pin EU nha mọi người nha. Pin xịn nha. Thì em bán thì em phải tặng kèm cho mọi người một cục pin này, tại vì cục pin zin của nó còn có 74% thôi. Tuy nhiên thì nó là pin zin là nó vẫn còn xài rất ok. Đấy, thì em test là vẫn pin nó vẫn rất ok nhé mọi người nhé. Và test áp suất thì nó căng đét luôn, khỏi cần phải bàn. Đấy, máy thì cũ theo 5 tháng không thể tránh khỏi được. Mà giá con này em bán giá rất tuyệt luôn, kèm pin nhá, giá 6,5 triệu. Mọi người thấy hợp lý không? Nếu như mọi người không thay pin thì cứ để như này, mọi người có thể đi mưa đi nắng thoải mái luôn, là không bao giờ sợ bị ẩm ướt. Đó, tại vì nó còn áp suất nha mọi người nhá. Đấy, pin thì mọi người về cất ở tủ này, khi nào mà cảm thấy máy nó đuối quá rồi thì đi thay cục pin vào. Rồi, 6,5 triệu nhá. Tiếp theo đến với cây Samsung A9 đời 2018 này. Con này máy giờ nó đã hiếm thì thôi mà lại còn cái màu đẹp như thế này. Con này RAM 6, bộ nhớ là như là 128GB đấy. 128GB này mọi người thấy không? Đó. Tình trạng thì cỡ 98%. Đấy, đời 2018 mà còn đẹp cỡ 98% này. 4 camera nhé. Màn hình AMOLED này, siêu nét luôn. Đấy, con máy này thì em bán là 3,7 triệu nha mọi người nhé. Samsung A9 2018 cực kỳ đẹp luôn. Máy zin nha mọi người nha. Này nếu như mọi người ở cần là không ngờ có đâu. Tiếp theo đến với cây cấu hình cao, RAM 8, bộ nhớ 128, chưa tới 4 triệu. Nó là cây Zino AF, máy Zino hoàn toàn luôn nhé mọi người nhé. Đấy, mặt lưng thì mọi người thấy nó đẹp long lanh cành đào, mặt trước cũng long lanh cành đào. Đấy, sườn thì con này có bị nhâm. Đây, có bị nhâm. Chính vì nhâm này nó có được cái giá rẻ nhé mọi người nhé. Đấy, thì máy cũ lại thì mọi người biết rằng là cái trường hợp này là không thể tránh khỏi được. Đó, quan trọng là chất lượng nó còn rất ok nhé mọi người nhé. Đấy, con này thì màn khỏi chê rồi, đẹp lắm. AMOLED mà, vân tay nằm trong màn hình. Và cũng 4 camera luôn, pin 4000 luôn. Đó, số EMA của nó là 1996 nhé mọi người nhé. Đấy, con này em bán là 3,950,000. Đấy, Oppo Zino 2F. Đó, camera thì thụt thò. Đây, đẹp không?
Đấy. Tiếp theo em đến với cây Redmi Note 8 đây. Redmi Note 8 cấu hình của nó thì từ từ em sẽ nói tới, nhưng mà cái ngoại hình con này thì cũng còn đẹp, nhưng mà nó cũng bị cấn ở đây này. Đây mọi người thấy không? Nó bị cấn ở đây này. Nó bị chóc sơn. Đó. Và đây cũng bị chóc sơn. Và ngoài ra là đẹp hết nhá mọi người nhá. Hàng công ty, con này còn bảo hành hãng rất là dài. Đó. RAM 4 bộ nhớ 64GB. Máy zin nguyên bản luôn. Pin của nó là 4000, hơn 4000 gì đó. Con này pin cực trâu nhá, chơi game rất là mượt luôn. Và giá con này em bán là 2.650.000. Đấy, mới thu khách. Con này thì đúng là mới thu này, tại khách này cũng khách hàng quen. Thu đổi lấy cái iPhone 6S Plus 32GB. Đó. Khách này cũng chuyên mua ở đây, cứ mua một thời gian thì lại bán, kiểu khách thích đổi mốt đấy. Đấy. Đổi mốt liên tục, nó tốn tiền liên tục à. Tại vì mỗi lần đổi lên lỗ từ 300 đến 600 ngàn nhé, khách hàng cũng chấp nhận thôi. Đấy, cái gì nó cũng có đúng trị giá của nó hết nha. Đó, con này em bán 2.650.000 nha. Tiếp theo em đến với hai cây Samsung Note 9 này mọi người. Đấy, nếu mà hai cây này em phải dở ra cho mọi người coi được là đúng là thế nào là hàng công ty, thế nào là hàng máy Hàn, mà liệu công ty ngon hơn hay máy Hàn ngon hơn. Thì đây, sau video này mọi người sẽ biết. Em đánh giá về cái ngoại hình của nó trước nha mọi người nhé. Ngoại hình của máy công ty là màu xanh, còn hàng máy Hàn là nó màu tím nha mọi người nhé. Đấy, máy Hàn màu tím. Tuy nhiên hai con này thì không con nào còn áp suất cả, tại vì đến thời điểm bây giờ nó quá già rồi mọi người, tuổi thọ nó quá là cao rồi. Đấy. Mà máy Hàn mọi người thấy không? Máy là kiểu như là bên Hàn người ta sử dụng rất ít. Đấy, mà đặc biệt con này đã lên 2 SIM luôn rồi nhá. Tất cả hai cái máy này đều là bản 2 SIM hết. Đấy. Em phát hiện ra một điều em không hề vui một chút nào mọi người ạ. Nó có một vết xước này. Máy Hàn này. Chán ghê. Em không biết là lúc nhập vào nó xước hay là nó mới xước đây này. Mới nhìn thấy luôn. Cái này thì dán cường lực là không nhìn thấy đâu, nhưng mà nó mất trị giá đi của cái máy rồi. Đó. Còn cái con máy Việt Nam này màn hình rất đẹp, không có xước luôn đó mọi người. À, cũng có xước nhưng mà xước rất là nhẹ và khó nhìn thấy, rất là mèo, khó nhìn thấy. Đó. Tự nhiên nghe nó buồn gì đâu. Tất cả hai con là cấu hình RAM 6 bộ nhớ 128GB nha mọi người nha. Đấy, và cây nào cũng cây bút của nó là zin hết. Và giá nha, em nói giá nha. Cái cây Note 9 Hàn này đáng nghĩa là giá nó cao lắm ấy, nhưng mà thật sự nó bị xước như thế này rồi thì em cái này chắc em phải báo lại với lại bên chỗ nhập hàng thôi, còn không thì em tự giác em bán xả đi, coi như là xả xui đi, em không muốn nhắc lại với cái này đâu, mất công mất lòng đúng không. Thôi, con này hôm nay em bán là 5.2 triệu nha mọi người nhé. 5.2 triệu Samsung Note 9 nha mọi người nhé. Bản Hàn 2 SIM. Vỏ thì chuẩn đẹp luôn. Màn hình thì có đúng một vết xước ở đây này. Đây này. Đó, với ở đây này. Đó, hai vết xước. Dán cường lực thì đảm bảo mọi người là hết. Và con bản Việt Nam này. Con bản Việt Nam thì cao nha mọi người nhé. Con bản Việt Nam này thì em nhập vào nó cao hơn. Còn mọi người thấy là cái chỗ này nó nút home nó bị chày chày này thì vệ sinh lại nó sạch nha mọi người nhé. Cái này vệ sinh lại nó sạch được. Đấy, cây này thì em bán là 5 triệu 7 nha mọi người nhé.
Note 9 VE đó. Trời, em xót ruột cái con này ghê, nó đẹp như thế này mất hết cái trị giá của nó rồi. Rồi và tiếp theo em đến với cây Oppo A53. Con này RAM 4, bộ nhớ 128GB, 3 camera. Đó, màn hình 6,5 inch và pin 5000 này. Con này cũng còn bảo hành luôn nhé mọi người nhé. Bảo hành hãng luôn. Đây thì lưng nó cũng có hơi nhâm nhẹ đây. Đó. Cái này là keo không tính nhé. Này là keo. Sườn thì nó không cấn đâu nhé mọi người nhé. Chỉ bị nhâm nó xài ốp lưng thôi. Pin thì siêu trâu rồi, không phải bàn rồi. Còn giá thôi. Giá thì con này em bán là 3.450.000 nhé mọi người nhé. Đó, rất là ok rồi. Đây, em đến một cây Oppo F7 này. Máy cũ đẹp này, chuẩn đẹp luôn. RAM 4, bộ nhớ 64 nhé mọi người nha. Ngoại hình con này cỡ 98%. Đây, ngoại hình cỡ 98%. Màn zin sáng đẹp nhá. Đó. Giá con này em bán là 2.350.000. Cho người thích dòng Oppo nha mọi người nhá. Cái này máy mới hết rồi, nó qua mẫu rồi. Tiếp theo em đến với cây Oppo Reno 4. Reno 4 này thì em bán là 5.250.000. Đấy, lưng của nó lưng nhám nha. Sờ rất là thích và nó không bám vân tay. Đó, ngoại hình thì tương đối là đẹp, nó cỡ 98% đó. Và giá rất là ok nha, 5.250.000 nha mọi người nha. Vivo là V20. V20 thì mọi người thấy là cứ xem TV là cứ lướt qua là nhìn thấy cái dòng này đúng không? Đấy, thì máy mới nó mới ra đây mà đã có máy cũ rồi, mọi người thấy là như thế nào? Nó không phải là xài kém chất lượng người ta bán đâu, mà nó nhiều nguyên nhân lắm mọi người ạ. Mọi người đừng có nghĩ là máy cũ lại là tận những cái máy mà người ta xài chán rồi người ta bán. Cũng có thể là xài chán nhưng đừng bao giờ nói là máy lỗi người ta bán. Đấy, những cái dòng như này lỗi người ta có thể được đổi trả nhé mọi người nhé. Đổi bảo hành. Đấy. Thì cái này máy mới nó thì mọi người biết rồi, nó cũng 8 triệu mấy. Thì hiện tại con này hôm nay em bán là 5.650.000 nha mọi người nhé. Máy còn bảo hành cỡ 9 đến 10 tháng thôi. Đấy. Mà đẹp keng như mới luôn, không khác gì mới nha mọi người nhé. Đấy. iPhone X chắc mọi người là không quan tâm tới đúng không? Dòng này em bán giá quá rẻ. Thậm chí mọi người cứ nghĩ là máy mất phê đi hay gì đó, nhưng thực chất ra máy zin nha mọi người nhé. Pin 87%. Máy zin nguyên bản luôn này, kiểu máy LLA luôn. Hàng Mỹ luôn nha mọi người nhé. Siêu chất lượng luôn. Máy thì nó cỡ 98 thôi, mà giá của nó chỉ bằng iPhone X thôi, 8.700.000. Mọi người tin nổi không? iPhone XS mà giá 8.700.000 mà zin. Đấy. Nếu như lúc em cần có khách mà mua trả góp khu vực ở gần đây nhá, em nhập vào nó vẫn cỡ 8.900.000 rồi 9.100.000. Đó. Còn hai em nhập được hai cây XS, hai cây XS Max thì trong đó thì hai cây này em nhập được giá rất tốt. Đấy. Cho nên là em mới bán giá 8.700.000 nha mọi người nha, chứ không phải là lúc nào cũng có một giá quy định vậy đâu. Có thể là đắt hơn và có thể rẻ hơn nữa. À đây, tiếp theo em đến cây 6F Plus bản 32GB, máy VN nha mọi người nha. Pin được thay 100%. Đấy, màn hình này có bị lót này, có bị một có bị bụi này thế không? Mọi người thấy bị bụi không? Bụi trong màn hình. Đấy. Bụi trong màn hình nha. Đấy thì con này giá lại rẻ. Con này em bán bán 3.400.000 thôi nha mọi người nha. 6S Plus, máy VN bản 32GB, máy full chức năng nha mọi người nha.
pin đã thay 100 rồi. Thôi con này bán 3,4 triệu nha mọi người nha. Đấy. Tiếp theo đến cái Samsung A7 đời 2018 này. Con này thì mọi người thấy không? Nó giống y như con này thôi. Là một, nhưng mà con này thì đặc biệt nó là máy zin. Và cấu hình của nó rõ ràng rồi, tại vì nó không có mật khẩu. RAM 4, bộ nhớ 64 nhá mọi người nhá. Ngoại hình của nó thì sườn hơi nhâm nhẹ, không chóc sơn đâu nhá. Hơi nhâm nhẹ một xíu thôi. Lưng đẹp. Đây, lưng chóc thì một xíu đây. Đấy mọi người thấy không? Tóm lại con này đánh giá tổng quát thì nó cỡ 97%. Còn chất lượng thì nó phải được cỡ 98%. Đó. Và giá con này em bán là 2,350 triệu nha mọi người nhé. Samsung A7 đời 2018. Đó, máy zin nguyên bản luôn, 2,350 triệu. Đó. Vâng, thì chắc em xin phép dừng lại video đây nhé mọi người nhé. Mọi người coi cái máy nào ưng thì nếu mà quan tâm đến cái máy nào thì vui lòng gọi cho em. Đấy, muốn coi chi tiết hơn thì có thể là gọi và kết bạn Zalo, gọi video. Đó, gọi video là chắc ăn nhất. Không thì chụp hình ảnh cho mọi người coi nhá. Đấy, còn cái phương thức bán hàng của em thì cũng giống như bao shop bán hàng khác. Bán hàng ship COD. Đấy, nhận hàng, thanh toán. Đó, hoặc mọi người nếu như mà đã mua hàng của em rồi hoặc chưa mua, đã tin tưởng và theo dõi rất là lâu rồi, chuyển khoản em phí ship. Đó, tức là mọi người chuyển khoản hết cho em. Hàng em gói thì đảm bảo mọi người yên tâm là rất là kỹ. Em phải đầu tư đấy, cái quận đây em quay cho mọi người coi đây. Cái quận này mọi người biết làm gì không? Chuyên để gói hàng cho mọi người đấy. Thấy chưa? Và cái hộp của em làm ấy, mọi người yên tâm luôn. Đấy, em phải làm chu đáo hết như này, để khi mọi người nhận được là một cái cục hàng đã muốn nhận rồi, chứ không phải là một cục hàng mà móc méo đâu nha mọi người nha. Móc méo đôi khi là do vận chuyển thôi, cái đấy chứ thì không tránh khỏi được. Nhưng mà quan trọng nhất là mình gói cái xốp kia nó cẩn thận là ok. Đó, rồi thân chào mọi người, chúc mọi người một buổi chiều thật là tươi trẻ nhé.